con tha nước là cái bánh ché, thì con tha nước là cái ché nó về. Còn nó sẽ bị một cái tình huống là như con cuốn nó giòn không, nó sẽ nhanh. Cái lá nó bự quá gì đâu. Cái vỏ kỹ thuật cuốn là để cho hai cái đầu thường á, là cái dây giòn chiên lên nó phải lủng hai cái đầu trước mà, tại vì lý do sao nó lủng là lý do là tất cả những cái phần này thì nó được cuốn rất là nhiều đó, thấy không? Nhưng mà riêng cái đầu này á thì nó sẽ nó có một lớp ngọt thôi. Làm cách mình ăn gian đó là mình làm sao cho cái lớp tiếp xúc miệng của nó chậm hơn. Khi mình gói lại những cái chỗ này nó phải nhỏ hơn các bạn. Người mới cuốn mà đầu tư thả vô là bởi nó